Ngọc Trang kính chào quý vị đang đến với bản tin tổng hợp thứ bảy ngày 4 tháng 9. Để giúp hành trình tương lai vượt qua được vòng kiểm duyệt khó khăn của YouTube, quý vị hãy nhấn like, đăng ký và chia sẻ kênh quý vị nhé. Hiện tại trên kênh Nguồn Cội đã có video mới Cơ sở khoa học của niệm chân ngôn, một giải pháp cho bệnh nhân F0 tham khảo. Đường link chúng tôi có gắn ở phần mô tả bên dưới mỗi video. Còn ngay sau đây là phần tin trong nước. Trước tiên là phần điểm tin chính, nơi có nguy cơ cao sẽ xét nghiệm COVID-19 tại nhà ít nhất 3 lần. Nhân viên thu tiền truyền hình cáp nghi dương tính, danh sách F1 dài trăm người. Hà Nội đề xuất shipper được hoạt động trở lại từ 9 giờ đến 20 giờ. 10 quận huyện Hà Nội giãn cách xã hội sau ngày 6 tháng 9. Đồng Nai xuất hiện ổ dịch với 109 F0 tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2. Đà Nẵng người dân vùng xanh đi chợ 5 ngày một lần, quán ăn được bán online. Thanh Hóa thu hồi toàn bộ ổ khóa dùng khóa cổng nhà dân F2. Vụ mì Hào Hảo có chất cấm, Bộ Công Thương nói Việt Nam chưa có quy định. Đề xuất tái khởi động sản xuất kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh sau ngày 15 tháng 9. Pin năng lượng mặt trời Trung Quốc đội lốt hàng Việt xuất Mỹ. World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam còn 1,88% cơ hội đi tiếp, cao hơn Trung Quốc. Hà Nội truy đuổi người lái ô tô kéo lê xe máy dưới gầm hàng trăm mét. Ghi nhận thêm hơn 14.900 ca nhiễm mới, Việt Nam vượt 501.000 bệnh nhân. Và ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Theo báo Người Lao Động, Bộ Y tế vừa ra văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố tăng cường xét nghiệm phòng COVID-19. Theo đó, các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 cần tiếp tục xét nghiệm trên diện rộng, trước tiên tại các khu vực phong tỏa có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao tại các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách. Đến ngày 15 tháng 9, tại các khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao cần lấy mẫu xét nghiệm tại nhà, ở hộ, gia đình cho toàn bộ người dân ít nhất 3 lần. Đến ngày 15 tháng 9, tại các khu vực có nguy cơ cao cần lấy mẫu xét nghiệm tại nhà, ở hộ gia đình cho toàn bộ người dân ít nhất 3 lần, từ 2 đến 3 ngày một lần. Tại các khu vực có nguy cơ và các khu vực khác, lấy mẫu xét nghiệm tại nhà, ở hộ gia đình cho toàn bộ người dân ít nhất 1 lần, từ 5 đến 7 ngày một lần. Tiếp tục xét nghiệm tầm soát 100% với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp đến cơ sở khám chữa bệnh và tại cộng đồng. Thực hiện xét nghiệm 3 ngày một lần đối với nhân viên người lao động là các trường hợp có nguy cơ cao tại các cơ sở khám chữa bệnh, các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, người trực tiếp cung cấp dịch vụ thiết yếu. Đặc biệt, Bộ Y tế đề nghị các địa phương xem xét tổ chức thực hiện việc hướng dẫn người dân tự lấy mẫu có sự giám sát của nhân viên y tế. Ngày 3 tháng 9, hàng trăm người dân tại thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa, Vũng Tàu được xếp vào danh sách F1 do tiếp xúc gần với một nhân viên thu tiền của mạng truyền hình cáp SCTV sau khi vị này test nhanh có kết quả dương tính với COVID-19. Cùng ngày, thành phố Vũng Tàu thông tin qua xét nghiệm PCR, nhân viên này đã âm tính lần thứ nhất, hiện vẫn đang theo dõi sức khỏe. Mặc dù nhân viên SCTV đã có kết quả xét nghiệm PCR âm tính lần thứ nhất, nhưng nhiều người vẫn chưa hết lo lắng khi người nhà của vị này đã là F0 và vẫn phải chờ thêm kết quả xét nghiệm các lần khác mới có thể khẳng định. Điều khiến người dân Vũng Tàu bất bình là đang trong thời điểm giãn cách xã hội, trong khi các dịch vụ như điện, nước đều yêu cầu thanh toán online, không cho nhân viên trực tiếp thu tiền, thì dịch vụ mạng SCTV vẫn để nhân viên đi thu tiền cước trực tiếp và tiếp xúc với hàng trăm người. Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Vũng Tàu cho biết sẽ làm việc với phía SCTV để đối chiếu các quy định, làm rõ vấn đề này. Theo báo Tiền Phong đưa tin, Giao thông Vận tải Hà Nội đang lấy ý kiến các sở ngành liên quan về thời gian hoạt động của dịch vụ vận chuyển hàng theo nhu cầu của người dân đối với shipper. Theo đó, về thời gian hoạt động, Sở đề xuất cho phép hoạt động vận chuyển, giao nhận hàng hóa, bưu phẩm bằng xe mô tô, xe hai bánh của nhân viên shipper được diễn ra từ 9 giờ đến 20 giờ hàng ngày. Nhân viên giao hàng khi vận chuyển, giao nhận hàng hóa bưu chính phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 bằng phương pháp PCR hoặc test nhanh kháng nguyên còn thời hạn. Trước đó, từ ngày 24 tháng 7, thành phố Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị cung ứng ứng dụng gọi xe gồm Grab, Be, Gojek, Migro, Fastgo thực hiện việc dừng hoạt động cung cấp ứng dụng gọi xe đối với hoạt động vận tải vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe mô tô. Tuy nhiên, trước nhu cầu giao nhận hàng hóa đến cuối tháng 7, số liệu từ Bộ Công Thương cho thấy thành phố Hà Nội đã cấp phép gần 15.000 shipper quay trở lại hoạt động. Thành phố Hà Nội thông báo, từ 6 giờ ngày 6 tháng 9 đến 6 giờ ngày 21 tháng 9, Hà Nội sẽ phân theo 3 vùng để tăng cường phòng dịch. Cụ thể, đối với vùng 1, sẽ giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn với nguyên tắc ai ở đâu ở đó đối với toàn bộ địa giới hành chính của 10 quận huyện vùng đỏ, bao gồm Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông, Thanh Trì, Hoàng Mai. Được biết đây là khu vực đô thị trung tâm với mật độ dân cư cao, tập trung các cơ quan doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ.
thành phố sẽ đóng cứng 30 đường kết nối giao thông từ vùng 1 đến vùng 2-3, lập chốt kiểm soát tại 23 vị trí. Vùng 2 bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của 5 quận huyện Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh sẽ áp dụng chỉ thị 15 và một số biện pháp ở mức cao hơn theo từng phân khu trong vùng. Vùng 3 là 10 quận huyện còn lại bao gồm Ba Vì, Sơn Tây, Phúc Thọ, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên và một phần của 5 quận huyện của phân vùng 1, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín sẽ áp dụng chỉ thị 15 và một số biện pháp ở mức cao hơn theo từng phân khu trong vùng về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và sản xuất nông nghiệp hỗ trợ vùng 1. Thành phố xác định giảm tối đa người di chuyển liên vùng, kiểm soát và chia sẻ áp lực chi phí xét nghiệm, test nhanh kháng nguyên, real-time PCR khi có nhu cầu di chuyển liên vùng. Các quận, huyện, thị xã quyết định việc tổ chức hoạt động sản xuất cho phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh tại vùng 2 và vùng 3. Tính đến sáng ngày 3 tháng 9, tỉnh Đồng Nai có 26.385 ca mắc COVID-19, trong đó có 217 ca tử vong. Trong số các ca mắc mới, có 2 ca ghi nhận trong cộng đồng. Hiện số bệnh nhân nặng là 198 ca, số bệnh nhân nguy kịch là 40 ca. Địa phương có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất là thành phố Biên Hòa với hơn 10.000 ca. Tiếp tục đến là huyện Nhơn Trạch và huyện Vĩnh Cửu với gần 6.000 ca. Ổ dịch tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 đã ghi nhận 109 ca bệnh, bao gồm một nhân viên và 108 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Ngoài ra, khoa ung biếu y học hạt nhân của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cũng ghi nhận 3 ca bệnh, ghi nhận 2 trường hợp F1 chuyển thành F0 tại 2 doanh nghiệp thực hiện 3 tại chỗ. Tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ca mắc COVID-19 tại các khu nhà trọ có nhiều người dân trong khu vực phong tỏa tại huyện Nhơn Trạch và Vĩnh Cửu. Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đề nghị giãn cách người dân tại các khu vực này, chuyển vào các khu cách ly tập trung để theo dõi. Ngoài ra, cần tăng cường vệ sinh khử khuẩn, xét nghiệm tầm soát với các khu nhà trọ đông người. Theo truyền thông trong nước đưa tin, thành phố Đà Nẵng vừa có thông báo về việc tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng dịch COVID-19. Theo đó, từ 8 giờ ngày 5 tháng 9, thành phố sẽ thực hiện các biện pháp phòng dịch theo 3 cấp độ nguy cơ trong phòng dịch gồm vùng đỏ, vùng vàng, vùng xanh. Cụ thể, đối với vùng đỏ và vùng vàng, địa bàn có nguy cơ rất cao và nguy cơ cao, tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng dịch với yêu cầu người dân không được ra khỏi nhà, chỉ được phép ra khỏi nhà khi tham gia các hoạt động với các điều kiện đảm bảo quy định yêu cầu. Đối với vùng xanh, mức độ nguy cơ thấp, người dân được đi chợ truyền thống với tần suất 5 ngày một lần, yêu cầu mỗi hộ gia đình chỉ được một người đi chợ và phải có giấy đi chợ QR code hợp lệ theo quy định. Thêm vào đó, các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được nhận đặt hàng và bán hàng qua mạng với yêu cầu đảm bảo có dây răng, vạch kẻ phân luồng giãn cách giữa người mua hàng và giao hàng tận nơi cho khách hàng. Liên quan đến việc một số xã thuộc huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa mua khóa trái cổng nhà dân có F2, sáng ngày 3 tháng 9, giới chức huyện Hoàng Hóa cho biết sau khi báo chí phản ánh, huyện đã yêu cầu mở, thu hồi khóa cổng cho những hộ dân này. Giới chức huyện này thừa nhận việc chấp thuận cho xã khóa cổng nhà dân có trường hợp F2 biết là không đúng pháp luật nhưng là xuất phát từ thực tiễn địa phương khi các xã cho rằng khó quản lý các trường hợp F2 vì một số F2 vẫn tự do đi lại ngoài đường. Các xã có đề xuất mua khóa vận động các hộ có F2 cam kết đồng ý vào khóa, chìa khóa do xã thôn tổ giám sát cộng đồng cầm giữ. Cũng theo vị này, trong văn bản dự kiến thực hiện trong 14 ngày, nhưng thực tế chỉ tính thực hiện trong 7 ngày. Hầu hết những trường hợp F2 có F1 không trở thành F0 nên đã yêu cầu thu hồi khóa cổng. Liên quan đến vụ việc lô sản phẩm mì Hào Hào của công ty cổ phần Acecook Việt Nam bị thu hồi tại thị trường Ireland do chứa chất ethylene oxide vượt ngưỡng cho phép, Bộ Công Thương cho biết đang hoàn thiện báo cáo để đánh giá các thông tin phản ánh, quy trình sản xuất của sản phẩm xuất khẩu, phân tích các quy định của một số nước trong việc sử dụng hợp chất này trong chế biến thực phẩm. Trên cơ sở đó, đề xuất các quy định quản lý kiểm tra, kiểm soát quy trình sản xuất, đảm bảo đáp ứng quy định tiêu chuẩn hiện hành cho từng sản phẩm tiêu thụ ở mỗi nước. Với thị trường Việt Nam, do chưa có quy định cho phép hay cấm sử dụng hợp chất ethylene oxide trong sản xuất nông nghiệp hay giới hạn dư lượng ethylene oxide trong thực phẩm, nên về dài hạn sẽ tiến hành các nghiên cứu khoa học kỹ lưỡng để có cơ sở ban hành các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn cụ thể cho quản lý. Được biết, các quốc gia châu Âu đã phát đi hơn 690 cảnh báo liên quan đến hợp chất ethylene oxide. Các sản phẩm có chứa ethylene oxide bị thu hồi thuộc nhiều chủng loại, bao gồm các chất phụ gia, gia vị, các loại hạt, thảo mộc, kem, món tráng miệng, ngũ cốc, các sản phẩm từ sữa, trái cây, rau quả, cà phê, trà, sản phẩm chế biến từ cacao. Ngày 3 tháng 9, Tổ tư vấn về phương án phòng dịch và phục hồi kinh tế đã đề xuất Thành phố Hồ Chí Minh phương án tổ chức sản xuất an toàn sau ngày 15 tháng 9 nhằm giải quyết tình trạng đa số các doanh nghiệp hiện nay đã đóng cửa kéo dài từ đầu tháng 7 năm 2021.
Tổ tư vấn đề xuất mở cửa theo từng giai đoạn cụ thể. Các doanh nghiệp đã đáp ứng tất cả các yêu cầu cần thiết để hoạt động trở lại. Mức độ sử dụng lao động trong giai đoạn này tương ứng với tỷ lệ người lao động đã tiêm mũi 2 được 2 tuần hoặc đã tiêm mũi 1 được 4 tuần và được xét nghiệm định kỳ. Để đảm bảo an toàn, số lượng người lao động trong giai đoạn này nên được giới hạn, ví dụ như 30% so với bình thường và kéo dài ít nhất 5 ngày để ổn định hoạt động trước khi chuyển sang giai đoạn 2. Giai đoạn 2, nâng công suất lên tối đa 50%. Các doanh nghiệp nhà máy có thể tiếp tục giai đoạn 1 lâu hơn nếu muốn hoặc chưa sẵn sàng chuyển sang giai đoạn 2. Giai đoạn 3, nâng công suất lên tối đa 70% cho đến khi được cấp phép hoạt động lại 100% công suất. Để tham gia vào lộ trình tái khởi động, doanh nghiệp phải đáp ứng các biện pháp đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, người lao động cam kết chỉ di chuyển giữa nhà và nơi làm việc. Nếu điều kiện nhà máy hoặc hệ thống vận tải của địa phương cho phép, nhà máy có thể bố trí xe buýt đưa đón. Chi phí đưa đón bằng hệ thống xe buýt do doanh nghiệp tự trả. Ở các khu vực dịch vụ xe buýt không đáp ứng được nhu cầu hoặc người lao động sống rải rác thì được phép di chuyển bằng phương tiện cá nhân. Tin từ Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương cho biết, ngành sản xuất pin năng lượng mặt trời của Mỹ đã nộp hồ sơ tới Bộ Thương mại Mỹ đề nghị điều tra chống lẩn tránh biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với pin năng lượng mặt trời có xuất xứ từ Việt Nam, Malaysia và Thái Lan. Theo cáo buộc của nguyên đơn, các doanh nghiệp tại Việt Nam, Malaysia và Thái Lan nhập khẩu tế bào và mô đun quang điện silicon từ Trung Quốc để sản xuất pin năng lượng mặt trời xuất khẩu sang Mỹ. Nguyên đơn cho rằng hoạt động sản xuất này không tạo ra giá trị gia tăng đáng kể và cần được xem là hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại mà Mỹ đang áp dụng đối với Trung Quốc. Trước diễn biến trên, Bộ Công Thương khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất pin năng lượng mặt trời xuất khẩu sang thị trường Mỹ theo dõi sát tình hình để có những biện pháp xử lý kịp thời trong trường hợp Bộ Thương mại Mỹ quyết định khởi xướng điều tra vụ việc. Trận thua ngược với tỷ số 1-3 của đội tuyển Việt Nam trước Ả Rập Xê Út đã khiến cơ hội tham dự vòng chung kết World Cup 2022 của Việt Nam tại Qatar chỉ còn 1,88%, trong khi Trung Quốc là 0,88%. Đội tuyển Việt Nam thi ở trận đầu tiên vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với khởi đầu rất tốt sau khi Quang Hải lập siêu phẩm từ ngoài vòng cấm ở phút thứ 3 của trận đấu. Sau trận thua này, theo thống kê của trang We Global Football, cơ hội để tuyển Việt Nam giành vé đi tiếp vào vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar đã bị thu hẹp lại từ 4,44% xuống còn 1,88%. Cơ hội giành vé đi tiếp thông qua việc tranh suất đá playoff từ 12,48% cũng giảm xuống còn 4,72%. Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam dù thua nhưng vẫn xếp trên Trung Quốc ở bảng B, khi đội tuyển đất nước tỷ dân đã để thua tới 3 bàn không gỡ trước Australia trong trận ra quân cùng giờ. Cơ hội giành vé đi tiếp của tuyển Trung Quốc cũng giảm từ 3,68% xuống còn 0,88% và cơ hội tranh suất đá playoff giảm còn 2,48%. Chiều ngày 3 tháng 9, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết đang điều tra làm rõ một người lái ô tô con gây tai nạn rồi kéo lê xe máy trên đường Cao Lỗ, xã Uy Nỗ vào chiều ngày 2 tháng 9. Cụ thể, vào khoảng 17 giờ 45 phút ngày 2 tháng 9, tài xế xe ô tô con mang biển kiểm soát 30F51211 lưu thông trên đường Cao Lỗ, xã Uy Nỗ đã gây tai nạn với một xe máy, khiến người điều khiển phương tiện này bị ngã xuống đường. Thay vì dừng lại, tài xế ô tô tăng ga bỏ chạy, chèn qua người nạn nhân, kéo lê chiếc xe máy tóe lửa trên đường, khiến nhiều người tham gia giao thông hoảng hốt và bức xúc. Ngay sau đó, có hàng chục người tham gia giao thông bao gồm cả ô tô và xe máy cùng truy đuổi chiếc ô tô như phim hành động. Theo hình ảnh clip ghi lại đăng tải trên mạng xã hội, chiếc xe gây tai nạn chạy với tốc độ cao do tài xế không làm chủ tay lái nên gặp một chiếc xe bán tải phía trước đã bị lật xuống bên đường. Sau đó, tài xế gây tai nạn bỏ chạy này bị người dân bắt giữ đưa về trụ sở công an. Còn nạn nhân đi xe máy bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh. Kết quả chụp chiếu cho thấy nạn nhân bị gãy xương bả vai và gãy xương hông. Hiện vụ việc đang được điều tra. Thưa quý vị, theo số liệu của Bộ Y tế, tính đến hết ngày 3 tháng 9, Việt Nam ghi nhận thêm 14.922 ca nhiễm mới và 308 ca tử vong mới, cụ thể như sau. Trong ngày 3 tháng 9, Việt Nam ghi nhận thêm 308 ca tử vong vì COVID-19, bao gồm tại thành phố Hồ Chí Minh 250 ca, Bình Dương 44 ca, Đồng Tháp 5 ca, Hà Nội 2 ca, Đắk Lắk 2 ca, Tiền Giang 2 ca, Bến Tre, Bình Thuận và Khánh Hòa mỗi nơi 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 12.476 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới. Tính đến hết ngày 3 tháng 9, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 14.922 ca nhiễm mới, trong đó có 28 ca nhập cảnh và 14.894 ca ghi nhận trong nước bao gồm tại thành phố Hồ Chí Minh 8.499 ca, Bình Dương 3.676 ca, Đồng Nai 986, Long An 564, Tây Ninh 267,
Tiền Giang 154, Kiên Giang 104, Đồng Tháp 82, Đà Nẵng 81, Bình Thuận 75, An Giang 62, Khánh Hòa 61, Hà Nội 58, Bà Rịa Vũng Tàu 39, Nghệ An 37, Quảng Ngãi 24, Phú Yên 19, Bình Định 17, Thanh Hóa 15, Cần Thơ 10, Gia Lai 10, Đắk Nông 9, Bình Phước 8, Vĩnh Long 8, Trà Vinh 5, Hà Tĩnh 5, Bến Tre 5, Cà Mau 4, Quảng Nam 3, Nam Định 2, Bạc Liêu 2, Bắc Ninh, Hậu Giang và Bắc Giang mỗi nơi 1 ca. Tổng số ca bệnh trên cả nước hiện là 501.649 ca, trong đó có 270.668 ca đã hồi phục, đứng thứ 53 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tiếp theo đây là tin tức trên thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Alibaba nộp 100 tỷ nhân dân tệ sau lời kêu gọi thịnh vượng chung. Cựu nghệ sĩ Ý vạch trần tội ác của chính quyền Trung Quốc. Dân Trung Quốc kháng nghị vì chưa nhận được bồi thường sau trận lũ lịch sử. Luật biển mới của Trung Quốc đặt nền tảng cho sự bất ổn. Nga công bố thời điểm xây trạm vũ trụ riêng. Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga từ chức. Quân đoàn Triều Tiên thiếu đói, phải cướp kho lương thực của chính phủ. Ô nhiễm không khí khiến thế giới giảm 17 tỷ năm tuổi thọ. Vua và hoàng hậu bị hủy toàn bộ lịch trình vì Covid-19. Cập nhật tình hình Covid-19 tại Đông Nam Á và trên thế giới. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo nguồn tin từ Reuters, tập đoàn Alibaba vừa cam kết đầu tư 100 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 15,5 tỷ đô la vào năm 2025 để ủng hộ chương trình thịnh vượng chung. Với tuyên bố này, Alibaba chính thức ghi tên vào danh sách đang ngày một dài ra của các tập đoàn kinh tế tư nhân khổng lồ, cam kết chia sẻ lợi nhuận cho sáng kiến mới của Chủ tịch Tập Cận Bình. Một chuyên gia về thương mại điện tử cho rằng việc Alibaba đóng góp khoản tiền lớn như vậy là do công ty này đang đối mặt với nhiều áp lực pháp lý và chỉ trích từ dư luận. Trước đó, Tencent, nhà phát hành game online lớn nhất thế giới cũng đã cam kết đóng 7,7 tỷ USD cho thịnh vượng chung. Tuyên bố của Tencent bị ngoại giới cho là thể hiện lòng trung thành với ông Tập Cận Bình và bỏ tiền ra để mua bình an. Các nền tảng khác như Pinduoduo và Meituan cũng cam kết đóng góp. Theo giới quan sát, việc các công ty công nghệ mở hầu bao là điều dễ hiểu trong bối cảnh chính quyền Trung Quốc đang đặt họ vào tầm ngắm. Tháng 4 năm nay, Alibaba bị phạt số tiền kỷ lục 2,8 tỷ nhân dân tệ sau cuộc điều tra chống độc quyền quy mô lớn tại Trung Quốc. Tencent cũng chịu các áp lực phải kiểm soát người chơi game online và bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Mới đây, tờ báo The Reformista của Ý đã đăng tải bài báo của cựu nghị sĩ Elisabetta Zamparutti. Trong bài viết của mình, bà Zamparutti cho biết Bắc Kinh vẫn tiếp tục mổ cướp nội tạng từ các nhóm dân tộc thiểu số và các tín đồ tôn giáo bị giam giữ. Quy mô của tội ác này lớn đến mức nó đã thúc đẩy 7 báo cáo viên đặc biệt cùng tổ công tác của Liên Hợp Quốc điều tra công khai. Nguồn tin từ các nhà điều tra cho thấy những người bị giam đã bị cưỡng chế kiểm tra máu và nội tạng, siêu âm hoặc chụp X-quang. Tòa án nhân dân độc lập ở London tại Vương quốc Anh đã điều tra tội ác mổ cướp nội tạng của Bắc Kinh với các tù nhân lương tâm như các học viên Pháp Luân Công từ năm 2015 cũng cho biết Bắc Kinh đã kiểm tra thể chất một cách có hệ thống đối với các học viên này. Kết quả những cuộc kiểm tra sức khỏe này sau đó đã được ghi lại trong cơ sở dữ liệu của cơ quan Trung Quốc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân phối nội tạng. Kết luận cuối cùng của các chuyên gia Liên Hợp Quốc là mặc dù hệ thống hiến tạng tự nguyện của Trung Quốc đang phát triển, nhưng vẫn có những báo cáo về vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trong quá trình cấy ghép nội tạng, đồng thời kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về những gì đang xảy ra tại Trung Quốc. Trang Breaking Latest News đưa tin, trong trận lũ lụt lịch sử ở Hà Nam vào tháng 7, toàn bộ thành phố Vệ Huy thuộc thị Tân Hương của tỉnh đã bị ngập, khiến gần 600.000 người bị ảnh hưởng. Cho đến nay, việc bồi thường của chính phủ Trung Quốc vẫn chưa được thực hiện, gây ra các cuộc kháng nghị của công chúng đại lục. Các video lan truyền trên mạng cho thấy, dân chúng có mặt tại hiện trường trưng bày các biểu ngữ lớn như xin chính phủ hãy thể hiện công đạo cho những thương gia của thành phố Vệ Huy gặp thảm họa. Một thương nhân có mặt cho rằng, lũ lụt ở Vệ Huy vốn có thể tránh được, nhưng do sự lãnh đạo yếu kém của chính phủ đã khiến sự việc trở nên nghiêm trọng như vậy. Một người khác thì cho biết, cho đến giờ họ vẫn không nhận được một đồng hỗ trợ nào. Trước đó, giới chức tỉnh Hà Nam đưa tin, tính đến 7 giờ ngày 9 tháng 8, lũ lụt đã khiến tổng cộng gần 15 triệu người tại gần 1.700 thị trấn ở tỉnh Hà Nam bị ảnh hưởng, thiệt hại trực tiếp về kinh tế khoảng 134 tỷ nhân dân tệ. Thông báo chính thức của chính quyền về việc trợ cấp 50 nhân dân tệ, khoảng 182.000 đồng cho mỗi mẫu đất tái canh tác đã gây ra bức xúc trong dư luận. Những nông dân bị ảnh hưởng nói rằng 50 nhân dân tệ không đủ để mua hạt giống. Trước cuộc họp báo ngày 3 tháng 9 theo giờ Việt Nam, Phó Đô đốc Michael McAllister, chỉ huy tuần duyên Mỹ khu vực Thái Bình Dương, nhận định luật an toàn hàng hải mới của Trung Quốc đáng lo ngại.
Ông nói điều này có vẻ trực tiếp đi ngược lại thỏa thuận và thông lệ quốc tế. Nó bắt đầu đặt nền tảng cho sự bất ổn và các cuộc xung đột tiềm tàng nếu luật này được đảm bảo thực thi. Trước đó, Trung Quốc đã thông báo yêu cầu kiểm soát tàu nước ngoài khi đi qua cả những vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền phi pháp. Về phản ứng của tuần xuyên Mỹ, Phó Đô đốc Mark Allister cho biết lực lượng này ở trong khu vực một phần là để hỗ trợ các đối tác then chốt đang ngày càng lo ngại trước hành động chèn ép của Bắc Kinh. Trước đó, phát ngôn viên của Lầu Năm Góc cũng lên tiếng chỉ trích quy định hàng hải mới của Trung Quốc và cho rằng quy định này đe dọa nghiêm trọng đến quyền tự do đi lại trên biển theo luật pháp quốc tế. Theo hãng tin TASS, trong cuộc thi Marathon giáo dục trực tuyến tri thức mới, Giám đốc Cơ quan Vũ trụ của Nga Roscosmos Dmitry Rogozin cho biết nước này sẽ bắt đầu triển khai trạm dịch vụ quỹ đạo mới ROS trong 5-6 năm nữa. Giám đốc Roscosmos tiết lộ, mô đun năng lượng và nghiên cứu mới của Nga sẽ đóng vai trò là mô đun của trạm vũ trụ ROS trong tương lai. Ông Rogozin nói thêm, đây sẽ là một thể hệ mô đun quỹ đạo hoàn toàn mới. Trạm vũ trụ mới sẽ có kiến trúc mở, các mô đun tương tự sẽ thay thế nhau khi chúng sử dụng hết tuổi thọ. Trước đó, vào tháng 4 năm nay, tờ Interfax đưa tin mô đun đầu tiên của trạm vũ trụ mới của Nga sẽ sẵn sàng vào năm 2025 và việc xây dựng mô đun mới này đã bắt đầu. Được biết, Nga đã quyết định xây trạm quỹ đạo riêng và đang cân nhắc rút khỏi dự án trạm vũ trụ quốc tế ISS do tình trạng kỹ thuật xuống cấp của phần trạm vũ trụ của Nga trên ISS. Tờ Nikkei ngày 3 tháng 9 đưa tin Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga sẽ không tái tranh cử với tư cách lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự Do LDP trong cuộc bỏ phiếu vào tháng 9 này, đồng nghĩa với việc ông sẽ từ chức. Thông báo được đưa ra chỉ sau một năm nhiệm kỳ trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ trong công chúng đối với ông Suga sụt giảm do Covid-19. Tỷ lệ ủng hộ đối với ông Suga đã giảm xuống dưới 30% khi Nhật Bản tiếp tục phải vật lộn với làn sóng nhiễm Covid-19 tồi tệ nhất trước cuộc tổng tuyển cử năm nay. Quyết định của ông Suga đang mở ra cuộc đua chọn người đứng đầu đảng, tuy vậy hiện không có cá nhân nào được yêu thích rõ ràng để thay thế thủ tướng sắp mãn nhiệm. Ông Fumio Kishida, một cựu ngoại trưởng với phong thái mềm mỏng, đã tuyên bố ứng cử, trong khi cựu bộ trưởng nội vụ và truyền thông Sanae Taichi cũng bày tỏ sự quan tâm tới việc tranh cử. Các quan chức đảng LDP cầm quyền cho biết ông Suga sẽ ở lại cho đến khi người kế nhiệm của ông được chọn trong cuộc bầu cử toàn đảng dự kiến vào ngày 29 tháng 9. Người chiến thắng trong cuộc bầu chọn này hầu như chắc chắn sẽ trở thành thủ tướng kế nhiệm bởi đảng LDP chiếm đa số trong Hạ viện. Tờ Daily NK dẫn một nguồn tin ở tỉnh Baekhyang, Triều Tiên cho biết quân đoàn 11 nước này hay còn được gọi là quân đoàn bão táp đã phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Quân đoàn bao gồm 60.000 lính đặc chủng được triển khai tới biên giới để chịu trách nhiệm xây dựng hàng rào biên giới và đường dây cao thế. Chính quyền Triều Tiên đã ra lệnh phải hoàn thành trước ngày 10 tháng 10. Tuy nhiên, trong khi họ phải thực hiện các công việc vất vả thì chất lượng thực phẩm mà họ nhận được lại ở mức tồi tệ. Điều này đã dẫn đến việc họ cướp của thường dân và cả cơ quan nhà nước. Theo các nguồn tin, 3 binh sĩ từ quân đoàn đã đột nhập vào chi nhánh địa phương của Bộ An ninh Quốc gia Triều Tiên ở thành phố Hui Ninh, tỉnh Baekhyang để cướp kho lương thực. Sau khi bị nhân viên tuần tra phát hiện, họ đã bị bắt tại chỗ và cuối cùng bị trục xuất khỏi quân đội. Tiểu đoàn trưởng, giảng viên chính trị, giảng viên an ninh của họ đều bị sa thải và toàn bộ tiểu đoàn của họ đã được sơ tán để thay thế bằng một tiểu đoàn khác. Theo một nghiên cứu mới của Viện Chính sách Năng lượng thuộc Đại học Chicago, EPIC công bố, ô nhiễm không khí khiến người dân trên toàn thế giới tổn thọ trung bình 2,2 năm. Theo giám đốc của EPIC Director Michael Greenstone, khi xét nghiệm trên tổng dân số toàn thế giới, ô nhiễm không khí đang đánh cắp đi 17 tỷ năm tuổi thọ. Cũng theo báo cáo này, ở nhiều khu vực, ô nhiễm không khí đã trở thành nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng hơn so với bệnh lao. Tính riêng từng nước, Trung Quốc vẫn là nguồn gây ô nhiễm lớn. Bên cạnh đó, điểm nóng nhất về ô nhiễm chất lượng không khí là Nam Á, nhất là Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh và Nepal. Hơn 480 triệu người dân sinh sống tại những vùng rộng lớn ở miền Trung, Đông và Bắc Ấn Độ, trong đó có thủ đô New Delhi, đang hít thở bầu không khí bị ô nhiễm nặng nề. Nếu chất lượng không khí đạt ở mức tiêu chuẩn mà Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra, tuổi thọ của người dân Ấn Độ sẽ tăng thêm 5,9 tuổi. Khu vực tiểu Sahara, châu Phi cũng là một điểm nóng về ô nhiễm không khí. Tại Ghana, nếu ô nhiễm không khí được kiểm soát tốt, tuổi thọ của người dân sẽ tăng thêm 2,6 năm. Hãng tin Reuters dẫn thông báo của Hoàng gia Bỉ cho biết nhà vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde nước này đã hủy toàn bộ sự kiện trước công chúng sau khi một thành viên hoàng gia nhiễm Covid-19. Được biết, sau khi xét nghiệm PCR, cả vua và hoàng hậu đều nhận kết quả âm tính. Tuy nhiên, họ vẫn quyết định hủy bỏ hoặc hoãn toàn bộ lịch trình cho đến ngày 6 tháng 9 để phù hợp với các quy định y tế, bao gồm việc tham dự một cuộc họp về điền kinh quốc tế hôm qua ngày 3 tháng 9.
Phát ngôn viên Hoàng gia Bỉ từ chối xác nhận thành viên nào mắc bệnh, nhưng truyền thông nước này đưa tin đó là một trong hai con của vua và hoàng hậu là hoàng tử 15 tuổi Emmanuel hoặc công chúa 13 tuổi Eleanor. Trong tuần qua, Bỉ ghi nhận trung bình hơn 2.000 ca nhiễm mỗi ngày, tương đương tỷ lệ lây nhiễm là 242 ca trên 100.000 dân. Thưa quý vị, về tình hình dịch bệnh COVID-19, thế giới trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm hơn 680.000 ca mắc mới và thêm hơn 10.000 ca không qua khỏi mới. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch bệnh vẫn là Mỹ với 40.513.018 ca mắc và 662.853 ca tử vong. Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới là Ấn Độ, nước này hiện có tổng cộng 32.903.289 ca mắc, trong đó có 439.916 ca tử vong. Brazil là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba thế giới sau Mỹ và Ấn Độ, với 20.830.712 người nhiễm bệnh, trong đó có 582.004 ca không qua khỏi. Tiếp theo là tại khu vực Đông Nam Á. Indonesia hiện là nước dẫn đầu khu vực với 4.109.093 ca nhiễm và 134.356 ca tử vong. Philippines là nước đứng thứ hai với 2.040.568 ca nhiễm và 33.873 ca tử vong. Malaysia hiện là nước đứng thứ ba khu vực với 1.786.004 ca nhiễm và 17.191 ca tử vong. Thái Lan hiện có 1.249.140 ca nhiễm và 12.374 ca tử vong. Myanmar hiện có 406.099 ca nhiễm và 15.600 ca tử vong. Campuchia hiện có 94.417 ca nhiễm và 1.937 ca tử vong. Tiếp theo là Singapore, hiện có 67.991 ca nhiễm và 55 ca tử vong. Đông Timor hiện có 17.183 ca nhiễm và 74 ca tử vong. Lào hiện có 15.459 ca nhiễm và 14 ca tử vong. Brunei hiện có 2.960 ca nhiễm và 12 ca tử vong. Tiếp theo là số liệu ca mắc COVID-19 theo nguồn World Meter. Tổng số ca mắc trên toàn thế giới lúc này đang là 220.010.773 ca. Tổng số ca không qua khỏi 4.557.691 ca. Tổng số ca hồi phục 196.675.885 ca. Những con số vừa rồi đã khép lại phần tin tức ngày hôm nay. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần nhân sinh cảm ngộ quý vị nhé. Thắng làm vua, thua làm giặc là quan niệm của thế tục. Các bậc giác giả và trí giả ở thế gian có thể chịu nhục mà không tức giận hay ưu sầu. Họ cũng không tranh cãi hay tranh đấu với người khác. Cảnh giới tinh thần cao thượng khiến họ có thể nhẫn nhượng, không chấp vào được mất nơi thế gian, cũng như duy trì một tâm thái tường hòa và bình thản. Một đời người dài bao lâu, chẳng ai có thể dự tính được. Kiếp này vinh hay nhục, chẳng ai có thể nắm chắc được. Trước kia chỉ một lời khen tụng của người khác cũng khiến bản thân vui mừng hoan hỉ, tự đánh mất mình trong hoa tươi và tiếng tung hô, cứ sống mãi trong cảm giác mộng mơ hư ảo ấy mà chẳng muốn tỉnh dậy. Trước kia chỉ cần một lời không vừa ý là hỏa khí bốc lên, tranh tranh cãi cãi đến mức đỏ mặt tía tai, nếu không tranh cao thấp quyết sẽ không cam chịu. Nhưng dần dà, cùng với thời gian trôi qua, họ sẽ phát hiện ra rằng mọi tranh đấu đều là vô nghĩa. Không tranh, ai cũng không đáng tranh. Và ngay bây giờ, Ngọc Trang sẽ kể cho quý vị một câu chuyện ngắn để chúng ta cùng suy ngẫm về điều này quý vị nhé. Khi Khổng Tử Chu Du liệt quốc, một ngày Ngài gặp hai người thợ săn đang tranh cãi đến đỏ cả mặt. Sau khi hỏi lý do, Khổng Tử mới biết họ đang tranh luận một vấn đề nhỏ về số học. Người thợ săn lùn nói 8 lần 3 là 24, trong khi người thợ săn cao nói là 23. Hai bên đều khăng khăng là mình đúng và tới mức gần đánh nhau. Cuối cùng, họ quyết định phải có một thánh hiền phân giải và người thắng sẽ được tất cả thú săn. Hai người nghe nói Khổng Tử là một thánh hiền, do đó họ lập tức nhờ Ngài phán xét. Khổng Tử nói người thợ săn lùn phải cấp thú săn cho người thợ săn cao. Người thợ săn cao chiến thắng và vui mừng rời đi. Người thợ săn lùn tất nhiên không phục, anh ta hỏi trong giận dữ. 3 lần 8 là 24, ngay cả một đứa trẻ cũng biết điều đó. Ông là một thánh hiền, vậy mà ông nghĩ nó là 23, ông chỉ có hư danh. Khổng Tử cười và đáp, anh nói không sai, 3 lần 8 là 24 và đây là một chân lý mà ngay cả đứa trẻ cũng biết. Nếu anh biết chân lý và giữ vững nó thì như vậy là đủ rồi, tại sao anh lại tranh luận với một người ngốc về một vấn đề đơn giản như thế? Người thợ săn lùn như bừng tỉnh ra, Khổng Tử vỗ vai anh ta và nói, cá nhân này tuy được thú săn, nhưng anh ta ngốc nghếch cả đời. Còn anh, tuy thua cuộc nhưng đã có một bài học sâu sắc.
Sau khi nghe xong, người thợ săn lùn gật đầu lia lịa, tỏ vẻ bội phục cảnh giới tinh thần của Khổng Tử. Đúng vậy thưa quý vị, chân lý tuy cần giữ vững nhưng không nên tranh biện. Đối diện với sự thật, dối trá rồi cuối cùng sẽ bị giải thể. Do vậy khi bị chỉ trích hay hiểu lầm, chúng ta không cần phải quá mất công giải thích hay biện luận. Tốt hơn là lùi một bước và dùng tâm thái bình hòa để đối đãi. Bởi vì chân lý cũng như vàng kim chôn trong đất, nó sẽ tỏa sáng rực rỡ dù sớm hay muộn. Đời người ngắn ngủi, có gì đáng để tranh đâu. Tranh với danh lợi thì dục vọng sẽ sinh sôi. Tranh với số mệnh thì gánh nặng sẽ càng khiến ta mệt mỏi. Tranh với người thân thì quan hệ sẽ ngày càng lạnh nhạt. Tranh với bạn đời thì cuộc sống sẽ thêm phiền toái, chẳng còn bình yên. Tranh với bạn bè thì tình cảm sẽ ngày càng nhạt nhòa. Khi lắng lòng tĩnh lại, cái tâm này chẳng còn muốn đương đầu với sóng gió. Bởi tâm yên tĩnh nên mới có thể trở về với chính mình. Sắp xếp cuộc sống, xem sách, uống trà, ngắm hoa, tỉa lá, dành thời gian cho bản thân, những tháng năm phía trước chẳng lâu dài, thiện đãi bản thân mới là quan trọng nhất. Hoàn cảnh sinh tồn ảnh hưởng đến tâm thái. Tuy nhiên, việc tu tâm dưỡng tính có thể thay đổi được tâm thái và thay đổi được nghịch cảnh. Chỉ có thay đổi bản thân mình trước rồi mới có một cách nhìn lạc quan hơn để đối diện với cuộc sống đầy biến động này. Vậy thay đổi bản thân mình như thế nào đây ạ? Có tiêu chuẩn gì để đo lường được tâm tính, biết phân biệt đúng sai, thiện ác? Hàng triệu người đã tìm được câu trả lời qua việc thực hành theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Đây là những giá trị phổ quát tốt đẹp của môn tu luyện khí công của Phật gia đang được hồng truyền khắp nơi trên thế giới. Không phải ngẫu nhiên, môn tu luyện tự thân này được hàng triệu người trên thế giới thực hành mỗi ngày. Qua việc đọc sách và tự luyện 5 bài công pháp hoàn toàn miễn phí, người tập đã được cải biến về sức khỏe, tâm tính cũng thay đổi, chân thành, thiện lương và nhẫn nại hơn trong mọi việc. Điều này đã có những báo cáo khoa học của các giáo sư, bác sĩ trên thế giới. Cho dù vẫn còn có những hiểu sai và những lời vu khống về môn tu luyện này, nhưng chúng tôi tin rằng những điều chân chính sẽ sớm được minh bạch và những ai được hưởng lợi ích từ pháp môn này hãy lên tiếng bảo vệ cho lẽ phải và những người thiện lương. Đường link hướng dẫn đọc sách và luyện công miễn phí chúng tôi có gắn trên màn hình. Nếu quan tâm, quý vị hãy truy cập nhé. Biết đâu đây là một giải pháp giúp quý vị bình an khỏe mạnh qua mùa dịch và hạnh phúc mãi về sau. Ngoài ra, theo kinh nghiệm của nhiều bệnh nhân ở Hoa Kỳ, Trung Quốc và Việt Nam, việc thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo đã giúp cho nhiều bệnh nhân cải thiện sức khỏe. Vậy điều này có phải mê tín hay không? Mời quý vị theo dõi video Cơ sở khoa học của niệm chân ngôn trên kênh Hành Trình Tương Lai Nguồn Cội. Đường link chúng tôi có gắn ở phần mô tả bên dưới mỗi video. Kính mời quý vị theo dõi và đăng ký ủng hộ chương trình. Nếu yêu mến chúng tôi, đừng quên tham gia group và fanpage của Hành Trình Tương Lai trên Facebook để chia sẻ những thông tin hữu ích đến với cộng đồng và theo dõi những phần nhân sinh khác. Hãy nhấn like và đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận thông báo mỗi khi có video mới. Còn bây giờ, Ngọc Trang xin kính chào tạm biệt quý vị.